Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 tại trường tiểu học Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ việc nhiều học sinh lớp 5B có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, khó thở sau khi uống nước ngọt cô giáo mang đến lớp các cháu được đưa lên trạm y tế xã Quốc Tuấn để sơ cứu ban đầu. Có 3 cháu biểu hiện nặng nên được chuyển lên bệnh viện trẻ em Hải Phòng để điều trị. Lãnh đạo huyện An Dương đã chỉ đạo các ban ngành, ủy ban nhân dân xã Quốc Tuấn, ban giám hiệu trường tiểu học Quốc Tuấn thực hiện ngay việc ổn định tình hình, thăm hỏi động viên kịp thời báo cáo khi phát hiện học sinh có biểu hiện về sức khỏe. Hiện sức khỏe của 45 học sinh trường tiểu học Quốc Tuấn đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.